Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trước tiên, mời quý khán giả cùng theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh đáng chú ý sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tân. Xuân biên phòng ấm lòng dân bản đến với bà con huyện Tân Biên. Thành phố Tây Ninh thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động. Thưa quý vị, sáng ngày 15 tháng 1, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh, huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ý kiến liên quan tới các nội dung gồm việc không thực hiện cấp mới thẻ bảo hiểm y tế giấy từ năm 2024 gây khó khăn cho người dân khi đi khám chữa bệnh, nhất là đối với người cao tuổi. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục thực hiện cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp đặc thù như người cao tuổi, người không biết sử dụng các app trên điện thoại smartphone, thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh. Đối với trường hợp người mới tham gia bảo hiểm y tế nhưng chưa sử dụng thẻ để đi khám chữa bệnh, trong trường hợp bị mất thẻ thì có được hoàn tiền hay không? Cử tri kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp liên quan tới việc giải tỏa hành lang an toàn suối Nút. Còn một số hộ dân lấn chiếm đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết dứt điểm. Qua các kiến nghị của các cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tiếp nhận và giải trình thấu đáo tại buổi tiếp xúc. Sáng ngày 15 tháng 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Đài Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Như tại chương trình. Thưa quý vị khán giả, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì công tác chăm lo, hỗ trợ cho bà con vùng biên giới đón Tết luôn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cùng với chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện bằng những hành động thiết thực. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản là một trong số đó. Từ rất sớm bà con đã có mặt để tham gia chương trình. Nhiều phần quà đã được Bộ đội Biên phòng chuẩn bị để gửi tới người dân, giúp đỡ người dân có một cái Tết ấm no, trọn vẹn nghĩa tình quân dân. Tại chương trình, bà con thưởng thức các món ăn tại gian hàng ẩm thực do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Biên chuẩn bị, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Phát biểu khai mạc tại chương trình, Đại tá Phạm Đình Triệu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, đây là chương trình mang lại những hiệu quả tích cực, mang lại niềm vui cho bà con vùng biên giới. Mong rằng chương trình được duy trì và có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới, gắn kết thêm tình quân dân. Dịp này, 16 suất học bổng nâng bước em đến trường được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Hơn 220 phần quà được trao tặng cho gia đình chính sách, người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Tân Biên hỗ trợ. Sáng ngày 15 tháng 1, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Công ty Sữa Quốc tế IDB và Hội đồng đội tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình Xuân Chia sẻ Tết Yêu Thương năm 2024. Đến dự có anh Lê Anh Quân, Phó trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam. Về phía Tây Ninh có anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn. Tại chương trình, ban tổ chức trao gói bảo trợ dài hạn năm 2024 cho 5 em đang nhận bảo trợ của chương trình cùng lớp Cool nối vòng tay thương với tổng số tiền 120 triệu đồng. Theo đó, mỗi em được nhận gói bảo trợ 24 triệu đồng một năm. Ngoài ra, trao 33 phần quà cho các em thiếu nhi khó khăn mồ côi do COVID-19 với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Thời gian qua, Hội đồng đội tỉnh Tây Ninh đã có nhiều công trình phần việc dành cho thiếu nhi khó khăn mồ côi do COVID-19, đặc biệt trong đợt cao điểm kỷ niệm 65 năm phong trào kế hoạch nhỏ, 2 tháng 12 năm 1958, 2 tháng 12 năm 2023. Hội đồng đội tỉnh thực hiện phần việc mỗi anh chị chủ tịch hội đồng đội cấp tỉnh, huyện, xã, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách đội, trồng một cây xanh, nuôi một con heo đất, tặng 30 kg ve chai. Vì đàn em thân yêu để chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi do COVID-19. Qua khảo sát đến tháng 12 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 33 em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi thuộc đối tượng phải chăm lo.
Chiều ngày 14 tháng 1 tại Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh diễn ra hội thi tiếng hát công nhân chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Với 48 tiết mục văn nghệ của hơn 60 thí sinh, bao gồm đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa, với những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ca ngợi tinh thần hăng say lao động, học tập, công tác của đoàn viên và người lao động. Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, không khí vui tươi phấn khởi và là cơ hội để thể hiện tài năng của đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của nghị quyết công đoàn cấp trên đề ra. Công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được duy trì thực hiện thường xuyên. Trong năm, các công đoàn cơ sở tiếp tục duy trì tổ góp vốn xoay vòng không lấy lãi để tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn có thêm vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau với số tiền gần 120 triệu đồng. Bên cạnh đó còn vận động trong công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn tích cực đóng góp được gần 326 triệu đồng vào quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ngoài ra, từ các nguồn vận động, nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động các cấp thành phố cũng trao tặng nhiều phần quà và hỗ trợ tiền vé xe cho đoàn viên về quê đón Tết với tổng kinh phí gần 2,2 tỷ đồng. Trong năm 2023, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Gò Dầu luôn luôn quan tâm giải quyết các vấn đề nhà ở và ban hành nhiều chính sách nhằm nâng cao đời sống, hỗ trợ các hộ nghèo có nhà ở kiên cố, an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Năm 2023, toàn huyện đã xây tặng 89 căn nhà cho những hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn, với tổng trị giá hơn 8,6 tỷ đồng, trong đó xây tặng 58 căn nhà đại đoàn kết, 5 mái ấm tình thương, 9 mái ấm hội viên nông dân, 7 căn nhà đồng đội, 5 nhà nhân ái, 2 nhà khăn quàng đỏ, 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà tình thương, 1 nhà mái ấm công đoàn, đồng thời sửa chữa 7 căn nhà. Xây tặng nhà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, giúp hộ khó khăn có được căn nhà kiên cố, an toàn để yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. Liên tục chương trình là những thông tin trong nước và thế giới với những tin tức đáng chú ý sau. Khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội. Bắt đầu chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Ngộ độc rượu, những hệ lụy đau lòng. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 1, tại nhà Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc trọng thể. Tại kỳ họp này, sẽ có những nội dung quan trọng cấp bách nào được xem xét thông qua. Mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 khai mạc vào sáng ngày 15 tháng 1, dự kiến bế mạc vào sáng ngày 18 tháng 1 năm 2024. Quốc hội nghỉ ngày 17 tháng 1 để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Trong 2 ngày rưỡi làm việc, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 nội dung bao gồm dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Và nội dung cuối cùng là về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trong trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Từ 0 giờ ngày 15 tháng 1, đoàn viên công đoàn, người lao động bắt đầu có thể tham gia mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán tại chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 được tổ chức trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee Tiki. Theo đó, khi mua hàng hóa sản phẩm trong chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 được tổ chức riêng tại Shopee Tiki, đoàn viên người lao động sẽ được giảm giá các sản phẩm hàng hóa lên đến 50% so với giá thị trường hoặc giá niêm yết của nhà bán hàng, được tặng mã voucher giảm giá trực tiếp trên sản phẩm lên đến 50.000 đồng, được tặng mã voucher miễn giảm phí vận chuyển từ 15.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 201.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất tham gia hoạt động công đoàn với hình thức hỗ trợ bằng tiền, chuyển vào thẻ tín dụng HD Saison e-card. Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 diễn ra từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2. Thưa quý vị, sản phẩm bánh mứt truyền thống của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam không những được tiêu thụ mạnh ở các tỉnh thành phố lân cận như Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, các tỉnh Tây Nguyên mà còn vươn xa đến thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho dịp Tết Giáp Thìn 2024, các địa phương trong huyện đang tăng tốc sản xuất để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường. Trong dịp Tết Giáp Thìn sắp tới, làng sản xuất bánh truyền thống xã Duy Thành sẽ cung cấp cho thị trường trên 12 tấn sản phẩm các loại. Không ai biết chính xác nghề làm bánh truyền thống của Duy Xuyên có từ bao giờ. Song hiện tại, toàn huyện có trên 200 hộ chuyên sống bằng nghề này. Nhờ hiệu quả kinh tế đem lại khá cao và ổn định, người dân mạnh dạn đầu tư mua sắm dây chuyền sản xuất bánh, máy sấy bánh, máy đóng gói, mở rộng quy mô sản xuất, tạo ra nhiều mẫu mã hấp dẫn. Nhiều cơ sở sản xuất đã đăng ký nhãn hiệu, đảm bảo độ tin cậy về truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Để đủ sức cạnh tranh, người làm bánh truyền thống ở Duy Xuyên mong được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Theo địa phương, trước mắt là phải quy hoạch lại cái lò bánh này một cách cơ bản, có địa điểm, có khu vực, vừa kết hợp với cái sản xuất bánh, vừa kết hợp với du lịch sinh thế, và đặc biệt là cái du lịch miền quê, cộng đồng trang dân cư, phát triển làng nghề. Qua đó thì một mặt là giải quyết công an việc làm của bà con nhân dân tại quê nhà. Thứ hai nữa là xây dựng cái thương hiệu Duy Thành, không những ở trong khu vực mà có thể lan tỏa trong những cái địa phương khác của tỉnh. Trong cái quy hoạch là chúng ta lồng ghép vào cái quy hoạch phát triển các làng nghề, khôi phục các làng nghề, làm sao duy trì, phát huy được cái truyền thống của địa phương. Gắn sàn với cái làng nghề đó là xây dựng các cái sản phẩm ô cốp, làm sao nâng tầm cái sản phẩm và đặc trưng của địa phương để nâng cao thu nhập người nông dân đi lên. Mở rộng quy mô sản xuất trên cơ sở quy hoạch làng sản xuất tập trung, kiểm soát tốt khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi, đẩy mạnh quảng bá để nâng tầm giá trị sản phẩm các nghề truyền thống nói chung, nghề làm bánh nói riêng, đang là hướng phát triển bền vững được huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hướng đến. Tại Sóc Trăng, các địa phương vùng thường xuyên bị ảnh hưởng mặn xâm nhập như huyện Long Phú, Trần Đề đã bắt đầu thu hoạch vụ lúa đông xuân chính vụ. Vụ lúa năm nay, giá thành tăng cao từ 2.000 đồng một ký trở lên, lúa tươi tại đồng và năng suất đạt khá, nên nông dân đều phấn khởi đón mùa xuân thật trọn vẹn. Cánh đồng ở ấp Phú Đa, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, sản xuất trên 100 hectare các giống ST25, Đài Thơm và nhóm giống OM đang hoạch rộ. Đợt này là vụ thứ ba rồi. Rồi mà mấy vụ trước thì có bán có 8.500 và vụ này bán được 11.000. Năm nay năng suất so lại hàng năm là năm nay nó cao hơn mỗi năm. Thời tiết thuận lợi, cộng với giá nữa thì năm nay theo nông dân đánh giá tình hình công thì trừ chi phí là còn lời của hắn 6.500-7.000. Cách đó không xa, tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức, huyện Long Phú, có diện tích sản xuất lúa 664 hectare, trong đó hơn 80% là sản xuất giống ST25, còn lại sản xuất giống Đài Thơm. Vụ lúa năm nay thời tiết thuận lợi, cộng với hợp tác xã áp dụng các biện pháp kỹ thuật như 1:5 giảm, 3 giảm 3 tăng, nên chi phí đầu tư giảm. Cái chi phí thì nó khoảng 15 triệu trên hectare.
như vậy thì mình bán tính 7 tấn trên hecta thì mình nhân cho là 11.500, hiện tại tại là bán 11.500 thì tương đương là khoảng 80 triệu. 8 triệu mình chi phí 15 triệu thì mình lời khoảng tương đương 60-65 triệu. Đó thì nói chung là năm nay thì bà con rất là phấn khởi, lợi nhuận thì theo tính của ngành nông nghiệp á, là 1 hecta là khoảng từ 30-50 triệu đồng trên hecta, thì bà con rất là phấn khởi. Theo kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân, tỉnh Sóc Trăng xuống giống 171.000 hecta, đến nay đã thu hoạch với gần 20.000 hecta, năng suất ước đạt trên 6 tấn/hecta, sản lượng 109.487 tấn. Với giá lúa ở mức cao như hiện nay và năng suất đạt khá cao, nông dân ở các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mặn xâm nhập ở Sóc Trăng có được một vụ mùa bội thu và mang niềm vui trọn vẹn cho khi xuân về Tết đến. Thưa quý vị, một số khoản vay bất động sản như nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp sẽ được điều chỉnh giảm hệ số rủi ro. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tư 22/2023 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, thông tư mới điều chỉnh bổ sung một số khái niệm quy định trong thông tư 41, trong đó yếu tố đáng chú ý nhất là hệ số rủi ro tín dụng với một số khoản vay. Đối với các khoản vay để mua nhà ở xã hội, mua nhà, xây nhà theo chương trình dự án hỗ trợ của chính phủ, hệ số rủi ro trong thông tư mới được điều chỉnh xuống tối đa là 50%. Thưa quý vị, không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng phải đối mặt với vấn đề như lạm dụng rượu, đồ uống có cồn. Rượu là thức uống có lịch sử lâu đời và được tiêu thụ lên đến hàng chục tỷ lít mỗi năm trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn đã và đang khiến cho tỷ lệ ngộ độc rượu ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, kéo theo hàng loạt vấn đề về sức khỏe, tính mạng con người. Sau một đêm tiệc tùng cùng bạn bè tại một lễ hội âm nhạc đồng quê, cô Hannah Lodris được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ nói với cha mẹ cô rằng cô có thể không qua khỏi. Nồng độ cồn trong máu tôi cao gấp nhiều lần cho phép. Các bác sĩ lo ngại tôi bị chết não do tôi gần như không có bất cứ phản ứng gì khi được đưa vào viện. Rất may mắn, Hannah Lodris đã thoát khỏi cửa tử. Nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Ngộ độc rượu xảy ra khi một người uống quá nhiều rượu hoặc bia trong thời gian ngắn, uống nhanh và uống một lượng lớn hoặc rượu bia kém chất lượng, rượu giả làm từ cồn công nghiệp. Nó có thể dẫn tới nhiều hậu quả về sức khỏe, thậm chí dẫn tới tử vong. Các triệu chứng ban đầu thường là nôn mửa, thân nhiệt hạ, khó thở. Nặng hơn, bệnh nhân có thể bị hôn mê, tổn thương cơ quan nội tạng, tổn thương hệ thần kinh và nặng nhất là tử vong. Ngay cả khi bạn khỏe lại, thì ngộ độc rượu vẫn gây ra hàng loạt hệ lụy về sức khỏe sau này, bởi cơ thể bạn vẫn có những tổn thương kéo dài, khó có thể phục hồi hoàn toàn. Thế nhưng, không phải ai cũng nhận thức được những nguy cơ này. Với nhiều người, một ly bia hay một cốc rượu trong bữa ăn tối hoặc gặp gỡ bạn bè là điều rất bình thường. Tôi thường uống một cốc nhỏ vào cuối ngày để giải tỏa tâm trạng, chứ không uống nhiều. Song, theo các chuyên gia, ngay cả một cốc rượu nhỏ cũng không an toàn cho sức khỏe. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Canada cho thấy uống từ 3 tới 5 cốc rượu một tuần có thể gia tăng tỷ lệ mắc ung thư. Trên 7 cốc rượu một tuần có thể gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Trước đây có quan niệm sai lầm rằng một cốc rượu nhỏ sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, những nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng đồ uống có cồn thực sự không mang lại lợi ích gì cho sức khỏe của bạn. Ngày 14 tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán để trả tự do cho các con tin hiện đang bị bắt giữ tại Gaza. Trong thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để những con tin người Pháp có thể trở về nhà an toàn. Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền và thực thi lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Tuyên bố chung sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc với người đồng cấp Ai Cập đã kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức mọi hành động bạo lực, sát hại và nhắm mục tiêu vào người dân thường và các cơ sở dân sự. Trong một diễn biến có liên quan, Giáo hoàng Francis ngày 14 tháng 1 một lần nữa kêu gọi hòa bình ở Ukraine và Trung Đông. Phát biểu tại Vatican sau lễ cầu nguyện hàng tuần, Giáo hoàng đã chỉ trích các cuộc chiến, đồng thời cho rằng thế giới cần hòa bình. Trên cơ sở đó, Giáo hoàng kêu gọi hòa bình cho Ukraine và tại Gaza. Ngày 14 tháng 1 đánh dấu 100 ngày kể từ khi cuộc xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas nổ ra. Đến nay, cuộc xung đột đã khiến khoảng 24.000 người Palestine và 1.200 người Israel thiệt mạng. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 1, người dân Đan Mạch đã chính thức chào đón vị vua mới Frederick X sau khi nữ hoàng Margaret đệ nhị ký tuyên bố thoái vị. Phát biểu với hàng ngàn người đã tụ tập bên ngoài cung điện nơi diễn ra lễ kế vị, vị vua mới của Đan Mạch Frederick X đã khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Lễ kế vị diễn ra sau khi nữ hoàng Margaret đệ nhị đã ký tuyên bố thoái vị tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước diễn ra tại cung điện Christiansborg. Trước đó, vào ngày đầu tiên của năm 2024, nữ hoàng Margaret đệ nhị đã tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì, trở thành quốc vương đầu tiên sau gần 900 năm ở nước này tự nguyện từ bỏ ngai vàng. Ngày 12 tháng 1 vừa qua, một khảo sát do đài truyền hình của Đan Mạch công bố cho thấy 79% trong tổng số hơn 1.000 người được khảo sát tin rằng vua Frederick X đã sẵn sàng trị vì đất nước. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.